xin trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi trong tế bài với chủ đề sự thật về mối quan hệ này là gì. Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Và trong trải bài này, đối tượng xem trải bài là những bạn muốn biết thật sự về mối quan hệ của mình ở hiện tại. Và các bạn sẽ đón nhận thông tin của trải bài này theo những cái năng lượng phù hợp nhất của mình. Bạn như thế nào thì bạn sẽ tự biết ha. Đầu tiên là các bạn sẽ có lá bài là The Tamarind. Kế đến nữa là các bạn có lá bài 6 tiền. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn sẽ có lá Queen of Pentacles, nữ hoàng tiền. Và đầu tiên, lá bài The Tamarind này xuất hiện. Nếu như bạn đang trong giai đoạn ổn định của tình yêu đôi lứa và hai bạn vẫn đang yêu nhau, thì có thể là hai bạn đang giận nhau vì bất đồng quan điểm rất là nhiều thứ. Và bạn cảm thấy là bạn không có thể thay đổi được để khiến đối phương nhìn nhận cái mọi sự việc theo ý mà bạn muốn. Đây là một cái thời điểm là thích hợp để cho hai bạn nên tìm thấy tiếng nói chung. Mỗi người nên phải tự thay đổi cái tôi của cá nhân, suy xét, đặt mình vào tình huống của đối phương để thấu hiểu nhau hơn. Và nếu như các bạn đã chia tay thì lá bài này cũng chỉ ra rằng các bạn đã tìm thấy được cái sự bình yên trong suy nghĩ của bản thân mình. Bạn không còn cái suy nghĩ là muốn nói lại câu chuyện đã từng dang dở của bản thân hai người nữa, mà bạn chọn thích ứng với hoàn cảnh của hiện tại, chấp nhận nó đúng như nó vốn có. Tuy nhiên cái lá bài này xuất hiện đảo ngược, thì xuất hiện là có một sự mất cân bằng hoặc là quá mức. Có một dấu hiệu là các bạn đang có một hành xử rất là vội vàng và liều lĩnh khi kết thúc cái mối quan hệ này, và có một sự đam mê quá mức những cái gì có hại cho bản thân, như là ăn quá nhiều, cờ bạc hoặc là mua sắm hoặc là cái gì đó, uống rượu. Nó thể hiện ra một trong hai bạn đã mất đi cái sự bình tĩnh của bản thân và sự tĩnh lặng bên trong của chính mình, khiến cho là các bạn đang tìm kiếm cái sự hài lòng theo một cách rất là mạo hiểm và có hại. Và có thể là một trong hai bạn đang thiếu sự hòa hợp với những người trong cuộc sống xung quanh. Bạn trở nên xung đột với những người thân thiết nhất của cuộc sống của mình và để bản thân mình lôi kéo vào những cái drama không đáng có. Lời khuyên là các bạn nên nhìn cái bức tranh tổng thể. Vì cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều để quan tâm, ngoài tình yêu, chúng ta còn có gia đình, sự nghiệp, bạn bè. Do đó các bạn đừng cứ nên vì một vấn đề nhỏ mà bỏ lỡ luôn một cái bức tranh lớn rất là đẹp nhé các bạn. Và có thể là các bạn cảm thấy là tình cảm của mình đối với đối phương nhiều quá, nhưng mà cái đối phương không có thể hiện lại và không đáp lại cái tình cảm của các bạn, gây ra cho các bạn có sự tranh cãi với nhau. Và hai người, có một người không có sẵn sàng lắng nghe. Và theo như cái trải bài này á, bạn hiện tại là một cái người á, đã cân bằng được cuộc sống rồi. Bạn có quyền lực và sự kiểm soát rất là tốt. Bạn đang được người khác là tôn trọng. Khi trải bài này xuất hiện trong trải bài, đây là một cái sự tích cực. Nó biểu thị sự bình đẳng và công bằng. Và bạn được đánh giá cao rất là nhiều ha. Và bạn biết chia sẻ và hỗ trợ những người xung quanh, đại diện cho một người có lòng hảo tâm rất là cao. Bạn có thể hào phóng, và bạn hào phóng về thời gian nè, kiến thức nè, hoặc trí tuệ nè. Bạn giúp cho người khác phát triển về kiến thức, là khuyến khích tinh thần cống hiến, và bản chất hữu ích của bạn được nâng cao trong cái thời điểm này rất là nhiều. Và nó khuyên bạn là nên tập trung vào việc này, bởi vì những người bất hạnh đang cần rất là bạn trong thời điểm này. Về tình yêu á, nó sẽ thể hiện một cái chuyện là bạn và đối tác của bạn sẽ được tử tế và rộng lượng đối với nhau, đảm bảo rằng bạn sẽ duy trì cái sự cân bằng giữa cho và nhận trong mối quan hệ. Nó phải là từ sức mạnh này sang sức mạnh khác. Do đó, nếu như bản thân mình cảm thấy là bạn không có được cho và nhận đúng mức, thì có lẽ vũ trụ nó sẽ gửi cho bạn đi đến với cái người khác. Và cái người này, bạn sẽ gặp một cái người sẽ rộng lượng và tốt với bạn hơn. Nó cũng là dấu hiệu cho thấy là cái việc mà bạn bỏ cái năng lượng và sự hào phóng của mình vào thời gian, vào tiền bạc, bạn làm những cái việc thiện nguyện, thì nó sẽ khiến cho bạn gặp một người mới hoàn hảo hơn, phù hợp hơn với bạn rất là nhiều.
và các bạn trong một mối quan hệ á, cái lá bài này xác nhận rằng mối quan hệ này cần phải có sự cân bằng giữa hai bên, cái người này giúp người kia cân bằng trong cuộc sống của nhau. Và các bạn nên tận hưởng sự hòa hợp cũng như là sự bất đồng, phải ngồi xuống để cởi mở, để hiểu, thấu hiểu nhau hơn. Nếu như cả hai bạn thấy thiếu cái điều gì đó cho cái mối quan hệ á, thì hãy nhớ rằng các bạn chỉ có thể nhận được những gì mà các bạn đầu tư vào. Tức là khi chúng ta đầu tư vào sự yêu thương thì sẽ nhận được thứ yêu thương. Nếu như các bạn đầu tư vào sự bực dọc thì tất nhiên các bạn sẽ nhận được cái điều bất như ý thôi. Cái gì mình cho đi thì mình sẽ nhận được ngay như vậy thôi các bạn. Cái điều bạn cần làm lúc này là hãy cho đi nhiều hơn. Cho đi sự yêu thương, cho đi sự tài chính, cho đi cái sự quan tâm của mình. Thì bạn sẽ gặt hái được những gì bạn mong muốn. Và lá bài nữ hoàng tiền này xuất hiện, nó chứng minh cho một điều. Và kết quả về cô mối quan hệ này, nếu như các bạn trong mối quan hệ, khi mà bạn bỏ cái công sức mình ra rất là chăm chỉ nuôi dưỡng cũng như chào đón cái tình yêu của mình, thì bạn hoàn toàn xứng đáng để nhận được những gì bạn đã bỏ ra. Bởi vì khi bạn chăm sóc, bạn bỏ yêu thương, bạn bỏ bao dung, thì đây là kết quả sẽ ra một cái quả rất là tốt. Nếu như mà bạn bỏ thời gian và cái người đối tác của bạn cũng biết được để mà bỏ thời gian chăm chút vào mối quan hệ này, thì hai bạn sẽ tận hưởng cái một cái quả rất là ngọt, một cái gì đó rất là sang trọng. Bởi vì đây là một cái hình ảnh hoàng gia, một nữ hoàng tiền. Nếu như mà một trong hai người một cái năng lượng rất là thấp thì hoàn toàn sẽ không có phù hợp với năng lượng của người kia. Do đó, với bất kỳ cái đối tác nào trong cuộc sống với tình cảm thì các bạn nên cần phải tìm một đối tác ngang hàng. Vì vậy mới có thể làm phong phú thêm cuộc sống của bạn mới được. Còn không, nó cũng rất là khó. Bạn cần phải nỗ lực rất là nhiều để đạt được mức thành công trong cuộc đời, để bạn xứng đáng có được một mối quan hệ ổn định với một người có năng lượng rất là cao. Do đó, bạn phải nên tự tin hơn, bởi vì đây là cái điều mà bạn phải thúc đẩy mình cố gắng để mình phát triển, sẽ là một cái hình mẫu rất là đẹp cho những người khác phải ngưỡng mộ. Và nếu như ai yêu được bạn thì họ sẽ tận hưởng được cái sự chăm sóc rất hoàn hảo. Điều mà bạn quan tâm là một mối quan hệ lâu dài, sau đó có thể tiến tới hôn nhân. Và thông điệp mà họ muốn gửi đến bạn là gì? Thì họ sẽ nói một cái rằng họ sẽ rời bỏ đi khi mà họ thấy bạn cùng với ai đó. Là có một cái sự ghen tuông nhẹ trong đây nha các bạn. Có thể là họ đã thấy bạn đi cùng ai và họ muốn chấm dứt cái mối quan hệ này. Do đó các bạn nên giải thích rõ về những cái mối quan hệ bạn xung quanh cái vệ tinh đó. Và câu thứ hai đó chính là được ở bên cạnh bạn là một cái điều đó rất là sai ngất ngây. Có nghĩa là khi mà họ ở bên cạnh bạn, cảm giác hạnh phúc của lứa đôi được tràn ngập trong họ. Và họ muốn nói với các bạn điều này. Mình hy vọng là cái mối quan hệ của các bạn sẽ tiến triển tốt đẹp. Mình mong là cái sự cho và nhận của cả hai bên sẽ đi công bằng. Khi mà các bạn gieo trồng cái gì thì các bạn sẽ nhận được cái đó. Các bạn nên gieo trồng sự yêu thương, gieo trồng sự bao dung, gieo trồng sự tha thứ. Và các bạn phải phát triển bản thân để mình phù hợp với cái đối tượng còn lại. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.